Mời thầy cô tham khảo ý tưởng thiết kế slide bài tập với dạng đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi. Như thầy cô thấy thì slide này được thiết kế thành hai phần. Ở phần bên trái là khu vực hiển thị nội dung của đoạn văn. Còn ở phần bên tay phải là khu vực để hiển thị các câu hỏi. Tất nhiên thì nội dung đoạn văn thì thường rất là dài. Vì vậy mà người học muốn đọc đoạn văn thì sẽ phải kéo cái thanh cuộn này xuống dưới để xem tiếp nội dung. Sau khi xem nội dung thì người học sẽ tiến hành trả lời các câu hỏi mà giáo viên đưa ra, rồi ấn vào nút kiểm tra. Ngoài việc tạo được các cái nội dung như trong slide này thì thầy cô cũng có thể đưa được rất nhiều các cái đối tượng khác nữa, và chỉ với một công cụ đó là Scroll Panel ở trong phần mềm Articulate Story này. Để lôi được công cụ Scrolling Panel thì chúng ta sẽ vào tab Insert, sau đó di chuyển sang bên phải, chọn đến biểu tượng Scrolling Panel và bấm chuột trái. Khi bấm chuột trái thì con chọc chuột sẽ có hình dấu cộng màu đen. Tùy theo cái ý tưởng thiết kế trên slide mà chúng ta sẽ đưa cái phần Scrolling Panel này ra slide như thế nào. Nếu chúng ta muốn rộng ra cả slide thì chúng ta sẽ cho kín slide. Còn hôm nay thì muốn hướng dẫn thầy cô, chúng ta sẽ đưa về một khoảng lửa của slide. Khi chúng ta làm xong thì chúng ta chỉ thấy một cái viền màu đen như này, đúng không ạ? Và để cho cái scrolling panel này nó hiển thị thì chúng ta phải đưa nội dung vào trong này. Thế thì những đối tượng nào có thể đưa được vào trong scrolling panel? Thì thứ nhất là chúng ta sẽ đưa các nội dung văn bản dưới dạng text. Và tất nhiên cái văn bản text này thường là những nội dung dài. Chúng ta sẽ đưa vào đây cho gọn. Thứ hai là chúng ta có thể đưa hình ảnh vào. Thứ ba là có thể đưa video vào. Thứ tư là có thể nhúng một cái website nào đó vào trong này. Thứ năm là thầy cô cũng có thể đưa những cái dạng câu hỏi trắc nghiệm sử dụng các cái checkbox này, đưa vào trong này dưới dạng convert to freeform. Thì những cái kỹ thuật đó thì sau này thầy cô khi học được đến những cái bài sau chúng ta sẽ làm. Thế còn bây giờ để đưa được vào đây thì chúng ta sẽ cần đến một cái nội dung văn bản nào đó. Ví dụ ở đây tôi có một đoạn văn là với nội dung là về thăm bà, có ảnh minh họa. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ chuẩn bị được một văn bản trên Word. Chúng ta tiến hành copy. Sau khi copy xong rồi thì chúng ta sẽ dán vào trong slide. Thì để đưa được nội dung văn bản này vào trong thanh cuộn thì chúng ta sẽ di chuyển cái khung của văn bản. Ở đây chúng ta quan sát là cái khung của văn bản hiện tại đang to hơn khung của thanh cuộn, thì chúng ta sẽ làm nhiệm vụ là thu nhỏ cái văn bản lại, làm sao cho cái khung của văn bản nằm trong thanh cuộn. Khi nào mà thanh cuộn hiển thị ra cái thanh kéo này thì lúc đó là văn bản đã được nằm trong thanh cuộn. Và lúc này chúng ta cũng có thể thao tác kéo được. Thứ nhất là về văn bản thì thầy cô cũng có thể điều chỉnh, ví dụ chúng ta vẫn có thể điều chỉnh được màu của văn bản này. Tiếp đến là chúng ta muốn chèn ảnh minh họa theo những ý tưởng, thì chúng ta sẽ chèn ảnh vào khu vực này. Chúng ta vẫn có thể vào Insert Picture. Sau đó tìm đến cái ảnh mà chúng ta muốn chèn vào. Khi chèn ảnh thì ảnh cũng sẽ thường sẽ ở bên ngoài, thì để đưa được vào chúng ta cũng sẽ đưa ảnh vào bên trong. Chúng ta có thể kiểm tra xem ảnh đã vào bên trong chưa bằng cách chúng ta sẽ kéo thanh cuộn. Như thế này là ảnh đã ở bên trong rồi. Chúng ta chỉ việc điều chỉnh nội dung bên trong cho nó hợp lý. Ví dụ như cái tiêu đề đang bị cao, chúng ta thì đẩy xuống dưới bằng cách ấn phím Enter. Như vậy chúng ta đã được có một đoạn văn về thăm bà với ảnh minh họa. Như vậy là với công cụ này thì chúng ta có thể cho một cuốn sách vào trong này được, đúng không ạ? Tất nhiên thì khi chúng ta copy nhiều như vậy thì xử lý rất là khó. Với Scrolling Panel thì thầy cô cũng có thể điều chỉnh cái giao diện của nó, cái hiển thị của nó. Ví dụ ở đây chúng ta không muốn nó có cái viền xung quanh thì chúng ta vẫn có thể vào Format, vào Shape Outline.
và chúng ta bỏ cái outline của nó đi. Hoặc là thầy cô muốn đổ nền cho nó, ví dụ đây đang là nền trắng thì chúng ta có thể vào shape fill và chọn một cái nền nào đó, à, ví dụ như nền màu vàng chẳng hạn, để đổ màu. Nếu thầy cô muốn chèn video thì chúng ta cũng chèn giống như thế này. Và tất nhiên là để video nằm trong thanh cuộn thì chúng ta cũng phải điều chỉnh cái kích cỡ của video làm sao cho nằm trong cái giới hạn của thanh cuộn này. Và theo ý tưởng thì chúng ta muốn bên trái sẽ là nội dung đoạn văn, bên phải sẽ là nội dung câu hỏi. Vậy thì chúng ta sẽ đưa nội dung câu hỏi. Ở đây tôi sẽ copy lại cái câu hỏi có sẵn. Chúng ta có câu hỏi số 1 và câu hỏi số 2. Tất nhiên là về câu hỏi thì cũng tùy theo cái thiết kế bài của thầy cô mà chúng ta sử dụng dạng câu hỏi trắc nghiệm hay là dạng câu hỏi điền từ, vân vân. Thì ở đây thì sẽ demo với thầy cô là dạng câu hỏi trắc nghiệm. Chúng ta sẽ có insert và chọn input và chọn đến một cái checkbox, ví dụ chọn checkbox hình tròn. Sau đó ta nhập nội dung của đáp án. Ở đây thì ví dụ là mỗi câu hỏi sẽ có hai đáp án trắc nghiệm, còn tất nhiên thì chúng ta có thể có 3 đến 4 đáp án, đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ chèn một cái button. Có thể chọn mẫu sẵn của button và đặt cho cái button này là kiểm tra. Tức là khi học sinh chọn xong đáp án thì sẽ nhấn vào nút kiểm tra này thì sẽ phản hồi ra đúng sai. Tất nhiên cái việc này thì chúng ta chưa học đến. Một vài buổi tới khi học đến thì thầy cô sẽ biết cách là tạo ra các cái checkbox này, các cái đáp án này và cũng tạo ra được các cái button như này. Để những cái này hoạt động được thì chúng ta cần phải có câu lệnh là một, hoặc là chúng ta sẽ phải căn cứ vào cái bộ thiết kế câu hỏi tương tác của phần mềm. Hôm nay chúng ta chỉ làm demo thôi. Vậy thì sau khi đã có nội dung đoạn văn, có câu hỏi rồi, thầy cô có thể trang trí thêm một chút cho cái slide của mình, tùy theo cái thẩm mỹ của thầy cô để cho cái slide nó đỡ trống, đúng không ạ? Cái việc trang trí slide thì tùy theo cái khả năng thẩm mỹ của thầy cô. Và bây giờ thầy cô sẽ xem là khi chúng ta preview lên thì cái slide này của chúng ta sẽ như thế nào. Như vậy thầy cô quan sát thấy là cái thanh string panel của chúng ta khi mà chúng ta chạy nó lên thì trông nó đẹp hơn rất nhiều, thon gọn hơn, đúng không ạ? Và người học sẽ dùng chuột trái giữ để di chuyển để xem nội dung. Ngoài ra thì người học cũng có thể đưa con trỏ chuột vào bên trong của cái thanh cuộn này và dùng bi chuột đưa lên đưa xuống để xem nội dung bên trong. Chọn đáp án, sau đó ấn nút kiểm tra, nút trả lời. Sau bài học này thì thầy cô cũng có thể thực hành bằng cách là thầy cô chèn các cái đối tượng khác, ví dụ như chèn ngoài hình ảnh ra thì cô có thể chèn video. Và nếu thầy cô cũng muốn tạo ra một bộ sưu tập bằng hình ảnh ấy, thì thầy cô có thể chuẩn bị hình ảnh và thầy cô đưa tất cả các hình ảnh đó vào trong cái thanh cuộn này. Và chúng ta sẽ được một bộ sưu tập với rất nhiều ảnh mà chỉ cần một cái công cụ rất là đơn giản như này thôi. Hy vọng thầy cô sẽ có cái sự sáng tạo và ứng dụng tốt với cái công cụ Screen Panel. Hẹn gặp lại thầy cô ở bài học tiếp theo.